Em xin chào tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi xe cũ và em là xe đất Văn Tình đến từ salon Yusuka Việt Nam có địa chỉ tại số 77 Mai Phúc Phúc Đồng Long Biên Hà Nội ngày hôm nay thì uh, em tình uh, xin phép làm một cái clip báo giá đầy đủ chi tiết tất cả những chiếc xe hiện tại đang chào bán ở cửa hàng bên em uh, chiếc xe đầu tiên em giới thiệu đến các bác thì đó là chiếc xe Toyota Camry uh, một trong những chiếc xe cực kỳ uh, lành cũng như là bền cũng như là rất là giữ dáng và form nha các bác với cái tầm tiền hơn 600 triệu thì đây cũng là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý với những dòng xe ở phân khúc sedan hạng D nha các bác. À, Toyota Camry phiên bản 2.0E sản xuất đăng ký là năm 2016. Tên cá nhân biển gốc tỉnh và chiếc xe được trang bị ngoại thất màu đen, nội thất kem. À, xe thì đã lăn bánh là chuẩn 84.000 km và xe rất là đẹp nha các bác. À, chiếc xe này thì hiện tại thì đang được bên em chào bán với mức giá là 679 triệu đồng. À, bên cạnh đây thì à, em đang có đó là một chiếc xe Volkswagen Tiguan Đây là phiên bản cao cấp nhất bản Luxury S nha các bác. À, bản Luxury S thì các bác cũng có để ý giúp em này. Là cái lưỡi cản này sẽ được thiết kế là lưỡi cản off-road được à, thiên hướng là vách lên nha các bác. Đó. À, xe thì được trang bị ngoại thất màu đen, nội thất đen. Tên cá nhân một chủ từ mới biển gốc Hà Nội ạ. À, xe thì lăn bánh chuẩn 1 vạn 2 km nha các bác. Sản xuất đăng ký năm 2021. À, chiếc xe này thì đang được bên em trả bán với mức giá là 1 tỷ 760 triệu đồng à, Tiếp đến thì uh, vẫn là một chiếc xe Volkswagen nữa à, Chiếc này của em là phiên bản 2.0 Allspace sản xuất năm 2018 Màu đen, nội thất đen, tên tư nhân, biển gốc thành phố nha các bác Chiếc này là sản xuất năm 2018 và đăng ký lần đầu là năm 2020 Sản xuất 2018 nha các bác Xe lăn bánh đúng 31.000 km Tên tư nhân, biển gốc thành phố Và hiện tại thì đang được bên em trả bán mức giá là 1 tỷ 250 triệu đồng À, bên cạnh đây nữa thì em đang có đó là chiếc Lexus es 250 sản xuất 2017 model mới 2018 màu trắng nội thất nâu da bò à, tên cá nhân một chủ từ mới biển gốc tỉnh xe lăn bánh đúng 36.000 km Full lịch sử bảo dưỡng tại hãng nha các bác à, chiếc xe này thì đang được cửa hàng bên em chào bán mức giá là 1 tỷ 790 triệu à, tiếp đến sang à, khuôn viên à, bên ngoài thì à, em đang cũng còn một số xe nữa để giới thiệu chào bán cho các bác này à, ngay bên cạnh đây ngay bên cạnh đây thì em còn tiếp một chiếc xe Volkswagen nữa. À, đây là chiếc xe Volkswagen Tiguan sản xuất năm 2018, nội thất màu đen, ngoại thất màu trắng. Tên cá nhân một chủ từ mới biển gốc thành phố và xe lăn bánh chạy chuẩn đúng 26.000 km nhé các bác. Sơn zin thì gần như cả xe rồi. À chiếc xe này thì em cũng đang chào bán đồng giá với chiếc màu đen 28 trong nhà kia là tỷ 1 250 triệu nha các bác. À, sang tiếp khuôn viên bên uh, sân nhà văn hóa của bên em thì uh, vẫn còn một vài xe nữa để giới thiệu chào bán đến tất cả anh chị và các bạn này. À, chiếc xe tiếp theo em giới thiệu các bác đó là chiếc xe Mazda 3. Phiên bản sedan, bản đì lắc nhé các bác. Màu đen, nội thất đen. Tư nhân một chủ từ mới biển gốc tỉnh và xe sản xuất năm 2022. Sơn zin là 100% rồi. À, lần mới là mới lăn bánh có 2.500 km thôi. À, đang được bên em chào bán mức giá là 619 triệu đồng nha các bác. 619 triệu đồng này. À, tiếp đến một chiếc màu đen nữa đó là Kia Sentos, Kia Sentos hiện tại em có hai xe nhé các bác à, chiếc đầu tiên giới thiệu các bác này đó là Kia Sentos phiên bản cao cấp nhất 1.4 Turbo bản Premium trang bị ngoại thất màu đen nội thất trắng nha các bác lăn bánh đúng 13.000 km tê tư nhân một chủ từ mới biển gốc tỉnh và đang được bên em chào bán là 725 triệu đồng à, tiếp đến một chiếc màu đỏ nữa này màu đỏ này em giới thiệu các bác luôn nhé Kia Sentos phiên bản 1.4 Turbo, bản Premium, trang bị ngoại thất màu đỏ nội thất trắng này. Tên cá nhân một chủ từ mới biển gốc tỉnh, sản xuất năm lăn Lần bánh đúng 11.000 km và hiện tại thì đang được bên em chào bán đồng giá với chiếc màu đen là 725 triệu nha các bác. Chiếc Mazda 3 màu trắng 2018 này thì bên em đã bán rồi và đang chờ thủ tục làm giải ngân cho quý khách để giao xe thôi nha các bác. Đó. À, chiếc xe tiếp theo mà ngày hôm qua em mới vừa mua được về cửa hàng đây. Đó là chiếc xe Hyundai Kola Chiếc xe này thì em đã có clip đầy đủ để giới thiệu các bác rồi nhé Nhân đây thì em cũng lên sóng giới thiệu các bác luôn Hyundai Kola phiên bản 2.0 ATH bản đặc biệt màu đỏ nội thất đen Một chủ từ mới biển Hà Nội nha các bác Một chủ từ mới biển Hà Nội sản xuất năm 2020 Và xe chạy cực kỳ ít lăn bánh đúng 16.000 km full lịch sử bảo dưỡng tại Hyundai Hà Đông à, chiếc xe này thì đã được bác chủ nâng cấp nên một số món đồ chơi như là dán kính cách nhiệt Numa chính hãng này thảm sàn 5D cam hành trình cũng như là bác chủ đã nâng cấp lên cho chiếc xe đó là một hệ thống cốp đóng mở điện rồi và chiếc xe này đang được bên em chào bán mức giá là 645 triệu đồng à, ngoài ra thì bên em đang về tiếp một chiếc xe Ford Everest phiên bản cao cấp nhất hai cầu 2.0 Biturbo màu trắng nội thất đen sản xuất và đăng ký là 5220 một chủ từ mới biển gốc tỉnh à, xe hiện tại thì đã lăn bánh được là 28.000 km chuẩn zin à, bên em cam kết đầy đủ cho các bác nhé và bên em đang chào bán mức giá là 1 tỷ 170 triệu một mức giá cực kỳ hợp lý và xuất sắc nhất thị trường luôn đấy ạ à, tất cả những chiếc xe bên em đang chào bán và đang uh, giới thiệu tất cả các bác đây thì bên em đều có cam kết bảo hành bằng văn bản cũng như là bao test check hãng đầy đủ cho tất cả các bác nhé các bác có thể kiểm tra hãng hoặc bất kỳ gara địa điểm tùy chọn à, nếu như mà phát hiện ra lỗi sai cam kết của bên em sẽ nhận lại xe hoàn lại tiền cho các bác 100% xe thì luôn đảm bảo các tiêu chí như cho các bác như là xe không đâm đụng này keo chỉ zin này máy móc động cơ số nguyên bản, hồ sơ pháp lý sang tên đầy đủ minh bạch, không tranh chấp, không phản nguội. Đặc biệt, số km của tất cả các xe bên em đều bao chuẩn zin không tua cho các bác nhé. Đó. Bên em thì vẫn hỗ trợ các bác là giao xe toàn quốc này, hỗ trợ các bác việc đăng ký sang tên đổi chủ, rút hồ sơ gốc và đặc biệt hơn nữa thì vẫn hỗ trợ các bác làm thủ tục trả góp ngân hàng, giá trị vay cao đến, đến 70% nhé các bác. Đó. Toàn thể những chiếc xe của cửa hàng bên em đây thì nếu như các bác có nhu cầu thì các bác hãy nhấc máy liên hệ trực tiếp em tình qua số hotline 0911 666325 hoặc anh chị có thể inbox Zalo cho em. Cũng rất là mong là được gặp trực tiếp các bác ở tại cửa hàng bên em tại địa chỉ số 77 Mai Phúc, Phúc Đồng Long Biên Hà Nội để các bác có thể xem xe trực tiếp, lái thử, cảm nhận về sản phẩm. Đấy là một điều em rất mong muốn nếu như các bác có thể sắp xếp được thời gian, bớt chút thời gian để qua trực tiếp cửa hàng bên em nhé Đó. Thì à, tất cả các xe bên em đây thì à, đầu vào đều rất là chuẩn chỉ rồi và chất lượng thì luôn đảm bảo nó là tiêu chí hàng đầu và giá cả thì vẫn có thể fix được thêm nữa cho tất cả anh chị thiện chí nhé. Mọi nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline của em đã được ghi trên màn hình rồi. đó. clip về buổi báo giá ngày hôm nay thì em tình cũng xin phép kết thúc tại đây. cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. xin chào và hẹn tất cả mọi người ở những clip tiếp theo ạ.